Bét ơi Bét, tới chỗ rồi, con buộc dây xuồng để bỏ kè má lên, mày xách đồ đạc mày coi em mày nghe. Trời ơi là trời, tới chỗ rồi, tới trạm xá rồi, tới trạm xá rồi. Từ từ mà đi đàng hoàng coi. Từ từ, trời ơi, tới trạm mà ngồi ghế đi. Từ từ rồi tôi đưa cho phòng đẹp. Trời ơi, xanh đẹp cũng có giờ có giấc cho bà làm gì dữ vậy? Em này ngộ thiệt à. Nó đang bụng thì nó đang bụng chứ cái gì mà từ từ. Trời ơi, nhưng mà tôi nhìn cái tướng bà tôi biết chưa đẻ, tôi nói chưa đẻ là chưa đẻ mà cái không à. Trời ơi, ông hay quá em. Hay gọi bác sĩ nè. Trời ơi, sao không hay, tôi đưa bà đi đẻ 7-8 lần rồi, có lần nào tôi đoán sai không? Tôi nói mấy giờ đẻ là mấy giờ đẻ bà không nhớ hả? Tôi nói thiệt với ông nghe. Tôi đẻ trong lần này nữa thôi á. Từ đây về sau tôi không có đẻ nữa đâu. Tôi sợ quá, lộn pháo ơi, lộn pháo. trời bà. Ôi, ráng cho anh thêm vài bệnh nữa đi ha. Ráng cho anh cho đủ chục 12, anh thành lập được đội bóng rồi cái lúc đó nghỉ ha. Trời ơi, tự nhiên đang đẻ ngon lành rồi bà phát bà đội nghỉ ngang kỳ cục vậy. Nè, nói không phải nịnh em chứ tướng em tốt nay giống má. Ông nói gì? Không, quên. Tốt giống má. Trời ơi, má đẻ mười mấy đứa, má đâu có la hét gì đâu. Em mới có 5-6 đứa, 7-8 đứa la hét ông sùm, ông chợ bà con người ta cười hả? Trời ơi, giống má để chết đó làm gì? Ui, da đau nữa. Đau. Trời ơi, thôi, đau ngồi đi chút xíu, chừng nào đau thuốc rồi tôi đưa cho phòng xanh. Thôi ngồi đó đi, để tôi coi lại có sơ đồ chiến thuật coi. Rồi ông làm cái gì vậy? Coi lại sơ đồ chiến thuật, ngày mai đổ bóng tôi còn ra trận nữa chứ làm gì. Trời ơi, ông Pháo ơi là ông Pháo. Vợ ông xanh đẻ tới nơi mà ông không lo. Ở đó mà lo đá bóng đá banh không nè trời. Trời ơi, đá bóng thì đá bóng, còn xanh đẻ chứ bà làm gì dữ vậy? Trời ơi, bà nói tôi quản lý mấy cầu thủ nè, bà nói tôi sung sướng lắm hả? Tôi cũng mệt lắm chứ. Trời, bà coi kìa, bà coi kìa. Con của bà kìa. 7-8 thằng mà nó đu có nhánh me. Trời ơi, xuống giùm con đi mấy cha ơi. Thằng bé, giao mày giữ em sao mày để nó đu nhánh me như vậy, xuống giùm cái coi. Dạ, trời đất ơi, là trời, ba nhìn kìa. Rồi cái ba bốn đứa nó trèo lên cái mẹ nó trèo lên rồi tụt xuống, tôi nói lỡ háng hết trơn cái chỗ vậy mà con la nó không chịu nghe đó ba. Trời, con bó tay chấm cơm với nó luôn rồi. Trời ơi, tao mày giữ em mà mày cũng không xong nữa. Nó mày nghe bé, nghe. Mày cơn hả? Cơn hả mày? Cơn là trời. Trời ơi là trời, làm gì đánh người ta vậy? Ông đánh thử cái nữa coi. Thách hả con? Thách hả? Cho mày thách hen. Rồi để đồ xuống đây coi. Mày làm gì vậy? Rồi quá đâu. Để đồ xuống. Để thì để. Dòng con mất dạy giao giữ em vụ rồi thấy không? Đi ra ngoài đánh lộn tiếp nữa nghe. Đi đâu? Đi ra ngoài đánh lộn. Đấm lưng cho má mày. Không. Tao kêu đấm lưng nghe không? Vợ ba thì ba đấm đi. Vợ tao là má mày. Tao kêu đấm lưng. Tụi nó không đấm. Không đấm. Đấm lưng. Trời ơi là trời. Hở cái đánh người ta. Trời ơi là trời, đấm thì đấm chứ làm gì nữa trời. Đấm đàng hoàng coi. Rồi mấy đứa em mày đâu hết rồi? Dạ con la nó không nghe. Con quánh nó nằm la lết hơn tóp rồi. Bét. Ra tao biểu. Lẹ. Tao dạy mày sao? Dạ bà dạy. Đồ ngu. Mới dạy đó mà quên đó. Tao dạy là người cầu thủ chân chính là không được dùng tay chơi bóng. Ha? Tại sao mày dùng tay đánh là đồng đội? Dạ con đâu có dùng tay đâu. Vậy cho mày dùng thằng gì? Con dùng chỏ không? Chỏ. Trời ơi, kể cả chỏ không được dùng, chỉ được đá thôi, nghe chưa? Đá thùng, đá thùng, nghe không? Ông ngang quá đi à. Trời là trời, thôi được rồi. Để con ra ngoài con làm lợi cho ba. Rồi mày đi đâu? Con đi ra ngoài con đá, con nói chứ làm gì? Thôi, mày đứng lại đó, không có đá. Không được, con phải ra ngoài con đá, con nói mới được con đá. Thôi, lại nhau. Lại cha con không? Bộ muốn bác sĩ người ta ra tống cổ cha con ra ngoài hết phải không? Bà yên tâm đi, tôi có cách. Cái tụi này không thể nói miệng với nó được, mà phải dùng lực, phải dùng còi với nó thôi. Ê, bé, qua biểu mày. Không. Qua biểu. Không qua. Trời đất quỷ thần ơi. Trời ơi thầu. Có cái tủ hít là móc ra móc vô thổi hoài. Cái trò này xưa quá rồi ba ơi. Xưa hả mày? Dòng con mất dạy. Đó, ông thấy chưa? Tôi hết chịu nổi cái đám con của ông rồi đó. Rồi tôi dạy nó thương yêu đùm bọc lẫn nhau chứ tôi dạy nó đánh lộn đâu. Sao bữa nay tự nhiên gà nhà nó bôi mặt nó đá nhau kỳ cục gì không biết. Tôi nói thiệt cho ông nghe ông Pháo. Gì? Tôi đẻ cho ông một lần này nữa thôi đó. Từ đây về sau ông có lại tôi cũng không có đẻ nữa đâu. Sợ quá đụng Pháo ơi, đụng Pháo. Bà sao bà nói cái câu đó hoài vậy trời ơi. Tôi nói bà ráng cho tôi thêm vài bận nữa đi. Ráng cho tôi chừng nào mà tôi đủ chục 12 tôi thành lập được đội bóng rồi không? Lúc đó tôi tổ chức tôi bán độ. Tôi bán vài độ tôi là vợ chồng mình giàu có mấy hồi bà. Ông nói giỏi không hả? Đói tới nơi mà ông lo. Giỏi chứ sao giỏi, bà đi hết cái xóm này bà coi thằng nào có được cái đội hình như tôi kêu bằng cha liền á. Rồi ông lấy cái gì ông nuôi tụi nó bây giờ? Ông nói tôi nghe coi. Nhà nước người ta đang vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình chỉ có 1-2 con à. Để còn nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ông bắt tôi đẻ một lượt 7-8 đứa rồi. Rồi ông còn bắt tôi đẻ nữa. Ông đi cướp gì ông nuôi tụi nó phải không? Bà đừng có nói bậy nha. Rồi ông lấy cái gì ông nuôi tụi nó? Thì tôi tổ chức tôi đá độ. Trời ơi, đá độ, bán độ là cái gì? Đó, bởi vì tôi nói bà lạc hậu dữ lắm. Bây giờ chỗ nào có đá banh là chỗ đó có cá độ, thấy không?
tỉnh thành phố cá theo tỉnh thành phố, mà huyện xã, ấp cá theo ấp, gà vịt lúa gạo heo cúng chẳng hạn. À, vậy là ông làm bao nhiêu đi cá độ hết rồi phải không? Quên, không có, tôi đâu có tiền đâu mà cá độ. Quên nữa, không tôi đem con gà về đó bà ăn ngon không? Ngon, ủa mà gà đâu đem về vậy? Tôi ăn độ chứ đâu. Trời, vậy là con gà hôm trước ông đem về là ông ăn độ. Việt Nam đá với Thái Lan, trời ơi, chính liều nó dám cầm Thái Lan, nó chấp Việt Nam nửa trái, tôi bắt Việt Nam ăn được con gà. Đó, bởi vì tôi mới kêu bà ráng nữa cho tôi thêm vài đứa nữa đi, bà biết không? Đội tuyển Việt Nam có tiền đạo ghi bàn xuất sắc là công vinh, còn đội tuyển của tôi cũng có hai tiền đạo bé ngót luôn. Hai thằng nào? Tiền tét như bé chân nào. Trời ơi, mấy cái tên cầu thủ của mình nghe kỳ quá đi ông ơi. Gì kỳ? Ôi da, cái gì? Thằng này nó đang đá tôi nữa đây nè. Đâu, thằng này để tôi coi. Trời, thằng này nó mạnh dữ ta. Rồi ông tính đặt nó tên gì đây? Thằng này hả? Thằng này tôi đặt nó tên là thằng Hốt. Trời ơi, tên gì kỳ vậy ông bé? Gì kỳ? Trời ơi, cái đội hình ta gì kỳ vậy? Để tôi tính cho bà nghe nè. Để coi nè. Thằng Tưng Tửng Tiến Tới, bốn thằng này là trung vệ dập. Còn Tung Tủng Toàn Ten, bốn thằng này là hậu vệ thầm. Còn hai thằng tiền đạo ghi bàn là thằng Tét với thằng Bé. Còn thằng này thằng Hốt. Thằng này phải là thủ môn. Thằng này là thủ môn. Thằng này làm thủ môn thì đội bóng của tôi mới thắng được. Thôi, bà để nó chào đời rồi tôi coi dò coi cản là tôi phân công cụ thể. Còn bây giờ tôi cho ra mắt bộ đôi của tôi nghe. Là ai nữa? Thiền Tét, Bét cho ai? Trời ơi, ông kêu tụi nó vô đây làm cái gì? Kêu nó vô chào sân. Thôi, khỏi chào vậy chân á. Ông kêu nó vô đây nó quậy là khỏi xanh khỏi đẻ gì luôn. Bà yên tâm, tôi có cách. Tôi là huấn luyện viên trưởng mà nói không nghe là tôi đuổi cổ thẳng. Tôi cho ngồi ghế dự bị suốt đời luôn. Tập trung đội bóng mà. Tét bẹt vô. Trời ơi, ông coi kìa. Trời, con ai mà giống trâu nằm hầm quá vậy trời. Con bẹt nè ba. Trời. Ba. Gì? Cho xin đỉnh tiền đi. Bổ sung năng lượng hết biên rồi ba. Bẹt, tao ghét cái thói mà chưa làm mà xin tiền nha mày. Hở ra là tiền nha mày. Trời, xin đỉnh tiền. Cái này là phần này là huấn luyện viên phải lo chứ. Lo gì? Không có tiền bạc đi hết, kêu mày vô đây là mày xin tiền, kêu mày liền vô đây mày xin tiền, đi ra ngoài cho tao, để lên. Đó, ông thấy chưa, tôi nói mà có sai đâu. Ông kia nó vô đây nó quậy sao chịu nổi chứ. Bà yên tâm đi, bà để tôi, cái tuổi này là tôi có cách. Ê, bé, tại sao mình mày dơ quá vậy mày, hả? Nãy trời nắng nóng nực quá, tụi con rủ nhau đi dù sình cho nó mát vậy đó. Trời ơi, tao dạy tụi bay làm sao, chiến thuật tao dạy làm sao, hả? Thì ba dạy là tung tủng toàn ten dùng chiến thuật dàn bóng từ phía hai bên vào vùng cấm địa. Đúng, còn tét với thằng bé. Tét bét xong thẳng tiến tới, sút bóng vào khung thành ghi bàn thắng cho ba. Đúng. Nhưng mà đói quá sút hết nổi rồi ba. Sao mà bóng tới khung thành mà không chịu sút? Rồi cho ngàn đi, đủ ăn khoai lang đi rồi sút. Mày nghe ăn bét. Đó, ông thấy chưa? Tôi nói mà có sai đâu. Rồi bà để tôi, trời ơi, huấn luyện viên ta đang làm việc mà bà cứ xía vô hoài quỷ, bà để tôi. Ê, bét. Dạ. Ai cho mày vùi sình, nói. Cái này là ba dạy con à nghe. Trời, tao dạy mày gì mày? Ba dạy con là sân cỏ của chúng ta không phải là sân cỏ quốc tế. Mà đã vào trận đá rồi, sân ngập nước hay là ngập sình đi nữa cũng phải đá. Đó, cho nên bữa nay tụi con rủ nhau đi thí nghiệm sân ngập sình. Đã lắm ba ơi. Thôi, bây giờ mày dẫn mấy đứa em mày ra ngoài ao tắm giùm tao, lẹ lên. Đây. Sao không tắm? Là FIFA quy định là nghỉ xả hơi tới 15 phút lận. Trời, bây giờ mày tính nói luật FIFA cho tao hả mày? Kiếm cái chỗ nằm nghỉ rồi chừng nào tới giờ ra đá tiếp. Trời ơi. Xí cái ghế này nghe. Không được. Ê, mình mấy mày dơ mày ngồi ghế này sao được? Trời giới là tao quét luôn là mày. Trời mẹ nó có bộ đồ vía tôi hết trơn. Trời giới là trời dòng con mất dãi. Trời ơi, thôi mình dơ rồi, ra ngoài ao tắm đi, ngồi đây chứ vậy con? Không. Ngồi đây là đợi lát má đẻ coi má đẻ chơi vậy đó. Trời, cái thằng lãng. Má mày đẻ tự nhiên mày đòi vô coi đẻ là coi sao? Vậy sao ba coi được? Trời ơi, tao là chồng. Má mày đẻ là tao có trách nhiệm vô tao lo cho mày, tự nhiên mày đòi vô phòng đẻ làm gì mày? Trời ơi, tính vụ tôi hả? Kêu tôi đi ra ngoài rồi lát má đẻ đặng ba lén vô ba coi mình ơn ba. Trời ơi, tôi đâu có ngu đâu. Trời ơi là trời. Bà ơi bà. Thằng này nó có khùng không, tự nhiên nó đòi vô phòng đẻ trong kìa. Thì nó khùng rồi chứ gì nữa. Hả? 3-4 năm trời học lớp 1 rồi nó có lên được lớp 2 đâu. Tối ngày ông bắt nó đi đá banh, đá bóng, đi vui sình. Không khùng rồi nó cũng phải khùng nữa. Ôi trời ơi, ông đập cho nó vài cây cho nó đi ra ngoài cho tôi coi. Ê, không có chơi đánh à nghe. Cái này là ba dạy tôi à. Nữa, tao dạy mà cái gì mày đỡ thừa hoài chứ mày. Ba dạy con là bây giờ dẫn bóng tới khung thành, đối phương đụng nhẹ rồi nằm ăn dạ, không kiếm phạt đền. Đó, giờ đền ngàn đi rồi đi. Bây giờ tao không đền, tao hỏi mày đi không? Không. Bây giờ tao hỏi mày đi ra ngoài không? Không. Trời ơi là trời, chỉ có cái tủ hít là tối ngày móc ra móc vô thổi hoài, cái trò này xưa quá à ba ơi. Là trời. Cái này gì ba? Thẻ đỏ. Trời, thẻ đỏ kỳ ba.
Ủa cái này thẻ đỏ. Trời ơi, này thẻ đỏ này hả trời? Ừ. Trời thẻ đỏ kỳ ta. Trời trời trời, này cầu thủ chính hiệu mà nó không biết thẻ đỏ mới sao. Trời ơi là trời, với mày biết chỏ với đá với đấm không phải không? Đập cho mày một chai cho mày chết cha mày. Người ta bạo lực sân cỏ với người ta. Cái gì vậy, cái gì nữa? Đau hả? Đau dữ rồi hả? Thôi thôi thôi, bà ngồi đây nha, tôi đi kêu bác sĩ nha. Trời ơi bác sĩ ơi, đau quá trời quá đất rồi bác sĩ ơi. Trời ơi đau dữ rồi hả? Đau dữ chưa? Trời ơi là trời, cô Tí ơi, cô Tí. Mày quậy má mày hoài, tao đập mày chết cha mày luôn. Trời ơi, làm cái gì vậy? Đánh nó cho làm gì, ai kêu nó quậy em. Thằng này nó cứng đầu lắm nè. Trời ơi, ở trong bụng mà nó quậy cỡ này, mai mốt ra đời nó quậy tới cỡ nào. Thấy không, dài nó mới được. Mày nghe cô Tí, mày mà quậy má mày ha, mày cứng đầu giống quất tính quá, mai mốt mày ra đời tao đập cho mày chết má mày luôn nha mày. Ôi da. Đau dữ hả? Ờ thôi thôi thôi, được rồi, để anh bóp giò cho nghe. Trời ơi. Trời ơi, đau. Đau, đau, đau. Trời ơi, đau dữ là trời ơi, chết đau. Trời ơi, đau. Đáng đời, thấy không? Hồi nãy con ngồi chỗ này đừng không cái ba đuổi con đi, thấy không? Tự nhiên gánh chịu cái hậu quả này vậy đó. Má, má bớt đau chưa má? Má đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bỏ tặng mày đặt xạo nha con. Trời ơi là trời. Má ơi má. Trời ơi mỗi lần sanh mỗi lần khó vậy đó. Chứ này là má sanh lần 8 thằng đi má, nuôi cho đã má ơi rồi nghỉ luôn. Dịch giật mày. Sanh một thằng rồi muốn chết mày kêu tao đẻ một lần 8 thằng. Thôi thôi thôi. Bây giờ má đau bụng dữ rồi. Bây giờ không ai em vô phòng sanh liền ha. Trời ơi đi gì được mà đi. Thôi 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 lên giá tôi cổng. Trời cổng gì được mà cổng. Hả? Ủa cái bụng bự quá cổng nó cắn sao, thôi bé tiếp ba tay con. Ôi dạ. Kêu má mà vô đi. Kêu nguyên ghế luôn con. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Vậy là má sanh rồi. Bé coi là trời. Dạ, lại 12, 13, 13 đức thầy. Tôi vợ tôi đẻ mẹ tròn con vuông về tôi khúc ông tà nãy chuối. Nam mô Di Đà Phật, giá ông tà má tôi đẻ lần 8 thằng cúng 8 nãy. Nam mô Di Đà Phật, giá vợ tôi đẻ ra thằng con trai thủ môn, tôi tạ ơn cái đầu con heo. Nam mô Di Đà Phật, giá má tôi là đẻ ra 8 thằng thủ môn, cúng 8 cái đầu con heo. Trời ơi. Nghe đi nè, chị có dấu hiệu xanh rồi đó. Ráng nghe, cố gắng lấy hơi dài nha. Đó, trời ơi bác sĩ nó má mày có dấu hiệu xanh rồi kìa con. Dạ. Em ơi ráng đẻ nghe em, anh với thằng bé ở ngoài hỗ trợ nghe em, bác sĩ không có cho vô. Tập trung ráng nè. Ôi, một, ráng, 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 hai, ba, ráng. Ráng. Rồi rồi cái nữa nè, lấy hơi dài nè, hơi dài nè. Lấy hơi. Sâu nè, ráng nè, một, hai, ba, ráng. Trời đất quỷ thần ơi, tối tăm mày mặt hết rồi. Thấy ông trời xây bột, con mắt nó nổi đốm đốm, tao nó chứng chí, đầu nổ rắc rắc. Ba rặn hết nổi rồi bác ơi. Ba. Hả? Con rặn cũng hết nổi rồi ba ơi. Sao? Con chọt bụng quá, con đi ngoài chút nha ba. Khoan, ở đây tiếp ba chút đỉnh con. Nè nè, lấy hơi dài, rặn hơi cuối cùng nha. Lấy hơi dài, rặn hơi cuối cùng, tìm chỗ thích hợp, rặn cái cho nó đã. Một, con. Đây. Hai, ba, rặn. Rặn. Rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Trời ơi là trời, bộ ba tính làm nhục tôi hay gì vậy? Con má mày đẻ. Thằng trai tao nghe tiếng khóc rồi. Trời ơi là trời. Thằng trai rồi. Trời ơi là trời, thành công rồi. Ông, cha con làm cái gì vậy? Cha con tôi đang tập thể dục giữa giờ. 1, 2, 3. Hít thở. Trời ơi tập thể dục gì giờ này? Ủa trời trời, bà mới sanh rồi tự nhiên bà ra đây vậy? Ủa má. Ủa sao má xanh rồi mà cái bụng má còn bự quá vậy? Vậy là trong còn mấy thằng nữa má. Trời ơi xanh đâu mà xanh. Ủa mà nó nhốt quà tôi mới nghe có tiếng nít khóc nha. Thì đúng là có tiếng con nít khóc. Nhưng mà người ta đẻ chứ không phải tôi đâu. Trời kỳ vậy. Bác sĩ nói tôi xanh đẻ nhiều lần quá rồi. Bây giờ sức khỏe yếu. Không có đẻ ở đây được nữa. Phải chuyển lên bệnh viện huyện á. Ở đó mới có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con. Đó ông thấy chưa? Ông còn kêu tôi đẻ nữa không? Bây giờ ông lo kiếm ruộng đưa tôi đi liền nữa nè. Trời, bây giờ tiền đâu mà đi. Trời, bác sĩ nói là lên bệnh viện huyện liền hả? Trời ơi, là trời không có tiền đưa vô đây, tính là đẻ chịu. Tới là lúa mùa trả rồi, bây giờ kêu đi huyện rồi tiền đâu mà đi bây giờ. Ê bác. Dạ. Chuẩn bị xuồng, đưa má mày lên bệnh viện huyện. Xuồng nào? Xuồng mình đâu với mẹ xong á. Trời ơi, hồi nãy ba bốn thằng nó giành lộn bơi rồi nó đập bể banh chành hết trơn rồi. Trời đất ơi là trời rồi bây giờ. Trời ơi là trời, tôi mới giết tao rồi giờ không có xuồng rồi không có tiền rồi bây giờ sao giờ. Tính tiếp ba cái bác. Tính gì ai làm nó chịu đi.
Trời ơi là trời gì, nói với mày cũng như không. Đó, ông thấy chưa? Ông xé con mắt ông ra chưa? Ông vừa lòng ông chưa? Ông còn kêu tôi đẻ nữa không? Ông còn muốn đá banh đá bóng nữa không hả? Thôi bà ơi. Ta kể từ ngày hôm nay tôi tuyên bố tôi giải thể đội bóng luôn. Giải thể vậy tôi qua câu lạc bộ Chelsea đá. Ủa, giải thể uổng vậy ông? Giải ông còn kêu tôi ráng cho ông nữa không? Thôi bà đừng có cay đắng như tôi. Lâu nay tôi nghe lời bà tôi đi kế hoạch thì bây giờ đâu có xảy ra nông nổi như này. Bây giờ đâu có khổ như vậy. Trời ơi. Bây giờ tôi bàn với bà như vậy nè, tôi tính kỹ rồi. Bây giờ tôi tìm phương tiện đưa bà lên bệnh viện huyện, hay không sau khi bà sanh đẻ xong rồi tôi vô bệnh viện nhờ bác sĩ người ta cắt luôn. Trời, ba. Hả? Bà cắt gì uổng vậy ba? Đâu có, nói cắt cho sang chứ không phải đặt vòng nữa con. Vậy ba cho con đặt vòng đi ba. Không phải đặt vòng, đi kế hoạch. Hả? Ông nói cái gì? Tôi đi kế hoạch. Trời ơi, ông chịu đi kế hoạch rồi ông. Trời ơi, tôi mừng quá. Coi chừng rớt em bé. Ông nói ông mày giữ lời đó nghe chưa? Giữ lời, tôi là năm pháo này nói là phải giữ lời. Vậy mình chừng nào đi ba? Ngay từ bây giờ, ba quyết định rồi, ba sẽ đi kế hoạch. Ba hô ba.